Những clip của trung tâm giảm béo công nghệ cao Americare Clinic khiến người xem phải bất ngờ. Như đã đề cập, Americare Clinic là nơi xuất hiện nhiều clip nghệ sĩ nổi tiếng đến giảm mỡ bụng. Trong số đó, chúng tôi đã liên hệ được 4 người gồm diễn viên Hoàng Sơn, Việt Anh, Kiều Trinh, Ngọc Tưởng. Xác minh của tuổi trẻ xác định, cả 4 nghệ sĩ này không phải là khách hàng thực sự đến giảm béo ở trung tâm, mà họ đều nhận được khoản tiền thù lao để tham gia đóng clip nói sai sự thật cho Americare Clinic. Sáng ngày 23 tháng 3, có mặt tại một quán cà phê ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, diễn viên Kiều Trinh không giấu giếm việc mình tăng 3kg so với thời điểm ghi hình, từ 57kg tăng 60kg. Bà vén áo để lộ vòng eo to, khác hoàn toàn vòng eo thon gọn giảm 6kg đăng trong clip của Americare Clinic. Để có các video đó, diễn viên này tiết lộ bà cùng ekip ghi hình trong vòng 2 tiếng với giá 80 triệu đồng. Hợp đồng sử dụng hình ảnh của bà bởi đơn vị này trong vòng 6 tháng, sử dụng hết tháng 5 năm 2023. Chị trả lời em á, chị làm cho bà Nam Anh Khe là 800, à quên xin lỗi, 80. 80 triệu trong thời gian 6 tháng đó. Mấy cái ông nào mà cái bụng tròn tròn bự bự á, không biết tới cái máy này là hơi dở nha. Máy này là hủy mỡ theo công nghệ của Mỹ luôn. Diễn viên Ngọc Tưởng cũng thừa nhận, các hình ảnh mập hoặc thon gọn trong clip đều được vẽ mỗi cái một chút. Americare Clinic phải trả thù lao cho diễn viên này từ 35 đến 45 triệu đồng, tùy vào loại hợp đồng sử dụng hình ảnh. Gần một năm rồi đó, thì đối với anh thì chi phí nó khoảng 35 triệu, còn một năm thì nó khoảng là 45 triệu, nó là như vậy. Trời ơi, quay khoảng 2 tiếng rưỡi là tính luôn hóa trang là xong rồi, tại vì nó lẻ lắm. Và mình cứ, tại vì nó những cái nội dung là chuẩn bị trước rồi mình lên quay là xong. Cái quan trọng nhất là mình phải nói kiểu như nó phải thật. 30 phút thôi, tôi làm được 4 tuần rồi nè, giảm được 10kg, tan mỡ trong này hết rồi. Trong clip được Americare Clinic đăng tải, nghệ sĩ Hoàng Sơn nói giảm được 10kg sau 4 tuần sử dụng liệu trình giảm béo. Nhưng thực tế, ông thú nhận chỉ quay trong vòng 3 tiếng. Hình như là tháng 2, tháng 3 gì đó, đang cái năm mà. Phần chi phí ra cơ thì nó đưa anh 80. Thì anh quay thôi chứ anh đâu có điều trị đâu. Còn quản lý của nghệ sĩ Việt Anh tiết lộ không được độc quyền hình ảnh, tức nghệ sĩ này được phép đóng cùng lúc cho nhiều nơi, nhiều sản phẩm khác nhau. Thầy quay ở bên cái shop đợt rồi, anh xe cái lưới 150 triệu á. Trải nghiệm vậy thôi à, quay cũng lẹ lắm. Vâng. Nói chung mà quay thì nó không có chậm đâu, quay thì nó rất là nhanh luôn. Từ những thông tin đắt giá này, cùng với những điều tra trước đó của tuổi trẻ, có thể khẳng định rằng nhiều clip của Americare Clinic thực chất là dàn dựng, các nhân vật chính chỉ là diễn viên giảm béo. Một câu hỏi cần được đặt ra, với công nghệ LSAP là công nghệ gì? Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay trên thị trường có khá nhiều đơn vị nhập khẩu hệ thống máy móc công nghệ giảm béo LSAP với xuất xứ và giá thành khá chênh lệch. Nhân viên một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh chuyên phân phối trang thiết bị thẩm mỹ khẳng định, nếu đúng công nghệ LSAP chỉ có một nguồn sản xuất, nhập khẩu duy nhất từ Hàn Quốc, giá dao động từ 800 đến 855 triệu đồng một máy. Ngoài ra còn có một nguồn nhập khẩu thứ cấp mua công nghệ tương tự từ Trung Quốc, giá chỉ 300 triệu đồng một máy. Về tác dụng thực sự, theo nhân viên này, công nghệ này chủ yếu hóa lỏng mô mỡ một phần, còn lại khách bắt buộc phải kiêng khem ăn uống và đặc biệt phải tập luyện đều đặn. Tương tự, một doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị thẩm mỹ khác cũng khẳng định LSAP chỉ là công nghệ hỗ trợ giảm béo. Một giám đốc bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh khi xem các liệu trình giảm béo siêu tốc trên các clip khẳng định chỉ là hình ảnh quảng cáo, thực tế không thể xử lý giảm béo nhanh như vậy. Trao đổi với tuổi trẻ, tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh, chuyên gia dinh dưỡng và tiết chế ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hiện nay trên thế giới chưa thấy một công trình khoa học nào công bố về hiệu quả giảm béo của công nghệ LSAP sử dụng tia laser. Còn ở góc độ pháp luật, các đoạn clip mập mờ chỉ thể hiện ý kiến của người trải nghiệm có thể gây hiểu nhầm về nội dung hoạt động của cơ sở thẩm mỹ. Về điều kiện cơ bản nhất của cái nội dung quảng cáo đó,
thì phải đảm bảo các cái quy định về quảng cáo và không có cái hành vi bị cấm được quy định ở điều 8 của luật quảng cáo như là thiếu thẩm mỹ đó nè. Riêng đối với quảng cáo về dịch vụ đó, khám chữa bệnh đó, thì các cái dịch vụ quảng cáo khám chữa bệnh đó thì một cái yêu cầu đặt ra ở đây là nó đúng với quy định tại điều 9 của nghị định 181 của chính phủ ban hành vào năm 2013 quy định chi tiết thi hành về luật quảng cáo đối với ngành y tế, tức là phải có tên địa chỉ của cái cơ sở đó được cấp phép hoạt động để cho cái người tiêu dùng đó người ta thấy rằng đó là đây là một cái cơ sở là có giấy phép. Cái thứ hai đó là phải hoạt động về mặt chuyên môn đó, kỹ thuật đó, chính đó, thì phải ghi trong cái giấy phép hoạt động hoặc là chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền của ngành y tế cấp phép. Cho nên vừa qua có một số các cái dịch vụ về y tế đó, là khi trong giấy phép anh lại không ghi là cái ngành nghề đó, nhưng mà anh lại quảng cáo là có cái ngành nghề kinh doanh đó, thì đây là những điều nghiêm cấm. Và nếu như phát hiện đó, thì chúng tôi đề nghị là thanh tra của Sở Y tế là phải xử phạt nghiêm, để đồng thời đó, cần thiết là chúng ta thu hồi cái giấy phép không hợp lệ đó để bảo vệ cho cái người tiêu dùng. Bởi vì chính qua những quảng cáo này họ tin tưởng, mà đặc biệt là có một số những người nổi tiếng cũng tham gia trong cái việc quảng cáo những cái dịch vụ đó, nó làm cho cái người tiêu dùng lầm lẫn trong cái hoạt động đó là dịch vụ y tế này. Cái cơ sở mà đăng tải cái clip quảng cáo này đó thì có thể bị xem xét xử lý hành chính theo quy định cái nghị định 31 của chính phủ ban hành vào ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, và đồng thời sẽ tước cái quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Liên quan đến loạt bài này, thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã cử lực lượng chuyên môn làm việc với Trung tâm giảm béo công nghệ cao Medicare Clinic quận Phú Nhuận và Viện thẩm mỹ Korea quận 3. Theo lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tại địa chỉ 54B đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 15 quận Phú Nhuận, hiện ngành y tế cấp phép cho 2 phòng khám chuyên khoa về da liễu và phục hồi chức năng thuộc địa điểm kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Phủ Lâm Minh, không cung cấp giấy phép nào cho đơn vị có tên là Trung tâm giảm béo công nghệ cao Americare Clinic.